Hello Ván Sa, xin kính chào quý vị Chào mừng quý vị quay trở lại Ván Sa trong cái thông tin của ngày hôm nay Thì hôm nay Ván Sa muốn chia sẻ cho quý vị về cái vấn đề rút tiền ra Rút tiền vào rồi uh, đi mua xe cũ Rồi uh, tiền của mình bỏ ra mua các kiểu tổng cộng trong vòng 12 tháng Thời kỳ có nghĩa là trong vòng tổng cộng một năm đó Mà nó lên tới 10.000, vượt quá 10.000 đô la Thì mình sẽ có bị làm sao hay không? phải nộp thuế trên cái những cái khoản tiền đó hay không? Thì hôm nay chia sẻ thêm cho quý vị cái thông tin này. Tại vì vừa mới bán xe xong <laughs> nó cũng liên quan tới cái vấn đề 10.000 này, có cần phải nộp form 83000 vừa rồi và nhà bán sả bán xe 20.000 và vừa mới cho vào nhà băng 20.000 xong rồi lại lấy 20.000 từ nhà băng để mua cổ phiếu. Đó thì có phải uh, nộp cái form 808 033 đó hay không? thì em sẽ chia sẻ ngay cái vụ xe cho quý vị trước nha. Rồi những cái chi tiết bên trong sẽ chia sẻ thêm cho quý vị sau. Thì đây quý vị nhìn vào cái mục bán xe này. Họ lấy một cái ví dụ là một cái anh tên là Dave đã mua một chiếc xe mới và bán cái chiếc xe cũ của anh ta với cái trị giá là 11.000 đô. Và người buyer đã trả cho anh ta 11.000 đô này bằng cash đó. Và anh ta không phải là vấn đề chay business không phải là anh ta đi mua bán xe, không phải là công ty mua bán xe, cũng không phải là làm cái nghề chơi car, business car. Mà cho nên là cái 10, vượt quá cái 10 ngàn của anh ta, anh ta không phải report, quý vị nha. He dùng, họ dùng cái từ là he would not be required to report this report. Uh, cái form trên 10.000 đô khi mà anh ta bán được cái xe này vậy thì nhà Vanessa có phải report không nhà em cũng chả thấy ông xã ông uh, report gì gì hết đó thì đấy là cái 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 hình thức những người mà đang dùng xe cũ mà bán đi để mà Uh, mua xe mới thì không dùng cái xe cũ nữa bán đi thì cái số tiền nhận được nó vượt quá 10.000 mà họ trả bằng mọi hình thức hình thức nào thì chăng nữa thì quý vị cũng không có bị report uh, không có người ta không có yêu cầu quý vị phải report cái 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 Bill quá 10.000 này đó đây là cái thông tin mà trong ai cái link này link is quý vị nha đó của is họ ấy đưa ra đó thì đấy là đưa ra để cho quý vị tham khảo Vậy thì cái tiền gì thì mình mới phải report Và nhà băng họ mới phải report lên cho quý vị Thì đây lấy một cái ví dụ nữa Để cho quý vị dễ hiểu Đó là một cái Một cái chị Chị bán cửa hàng uh, Trang sức Đó Thì khi mà Chị bán và chị nhận được cái khoản tiền trả Với cái cửa hàng trang sức của chị lên tới Chị giá là 12.000 Thì chị phải Có cái form phải làm cái form 8 phải điền vào cái form 8300 và nhà băng khi cho tiền vào nhà băng thì nhà băng cũng sẽ report lên IAS vì cái khoản tiền này của chị đó đó thế nhưng mà report lên thì chị cái tiền này chị bán ra thì gốc trừ đi rồi lời bao nhiêu thì đóng thuế thì nó cũng uh, ok cả thôi và tiền này cũng gọi là tiền công khai chứ không có mờ ám chỉ có điều là phải có những cái form như vậy thì người ta mới nắm bắt được những cái khoản tiền mà nó trả bằng cash như vậy đó quý vị thì nó trôi nổi như vậy bây giờ vào trong nhà băng thì làm sao biết được tiền nào ra tiền nào thì họ sẽ phải report thôi nhưng mà những cái người này quan trọng là tiền của họ nó có minh bạch hay không thì họ mới lo chứ còn không thì họ không có lo rồi cái trường hợp của anh Tom Greenwood này cũng vậy. Anh ấy uh, purchase đó mua xe các thứ đó quý vị thì anh ấy trả với cái khoản uh, tiền là bao nhiêu và nếu như nó vượt quá cái khoản tiền uh, cashier check nó vượt quá cái giá trị 10.000 thì anh ta có phải làm cái 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 cái, form hay không thì đây họ nói là nếu như là cashier check mà đã có cái value ở trong rút trong tài khoản băng của anh ta ra thì anh ta cũng không cần phải file cái form 8300 luôn đó thế còn một cái chị một cái người nữa là thuê 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 máy bay thuê cái gì gì đây này đó thì anh ta sẽ trả hai cái money order mỗi cái là 6 ngàn. Vậy thì cái đại lý đó họ sẽ nhận được là vượt quá 10 ngàn tiền cash thì họ có phải um, có phải 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 uh, thông báo hay không thì cái đại lý nhận được cái khoản tiền này sẽ phải thông báo ở cái form 8300 khác với cái người mà sử dụng money order trả cho cái người kia thì cái người mà trả đó họ đâu có phải làm gì đâu. Ở bên dealer họ sẽ có cái nhiệm vụ họ làm ở bên dealer ở bên bên cái người là thế còn cái người mà trả cái tiền két mà anh ta rút ở trong cái két két ở check ở từ ngân hàng anh ta mang đi trả thì anh ta không phải file cái form này quý vị nhá đó thế còn cái người ví dụ như đi thuê cái xe này thì cái đại lý à, thuê cái um, cái chuyến bay này trả cái tiền thuê cho cái đại lý agent này thì cái agent này nhận cái tiền của anh này thì anh này thì cái agent đó họ phải report cái form này còn anh ta không phải report tại vì anh ta trả bằng cái money order của anh ta thì cái agent kia nhận thì mới phải report đó quý vị hiểu cái vấn đề chưa mình bỏ tiền ra mình 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 rút ra từ nhà băng nhưng là đó là cái check cái order money order của mình từ trong cái nhà băng của mình là cái nguồn gốc tiền rõ ràng của mình cho nên mình đâu mình rút trong nhà băng của mình ra tiền của mình hợp pháp làm sao mình phải báo file cái form 8300 là một điều vô lý cái người nhận mới là cái người phải khai quý vị nha cho nên những người bây giờ rất là lo sợ ồ tôi rút ra 10 ngàn trở lên gì bây giờ tôi cũng sợ quá tôi phải file form nọ form kia quý vị không có lo cái vấn đề đó nha còn cái form mọi người nói là cái luật mới uh, những người nào mà bây giờ cho tiền ra tiền vào của tất cả các cái nhà băng từ 10 000 trở lên đều phải uh, nhà băng họ đều phải bị bị is họ nhòm ngó uh, thì đấy là cái tiền khác và cái đấy là cái dự luật vừa mới đưa ra thì đấy là cá nhân cá thể rồi hợp lệ hợp pháp cho nhau tiền, nhận tiền quà tiền chiếc vợ chồng con cái nói chung gửi cho nhau các thứ. Cái luật đấy nó mới chỉ là cái dự luật mà năm vừa rồi nó đề xuất thôi, nó không được thông qua quý vị nhá. Tại vì họ cho rằng cái đó ảnh hưởng tới cái tư nhân, có nghĩa là ảnh hưởng tới cái 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 cá nhân của mình, cái, cái 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 personal rights, cái quyền cá nhân của mình cho nên họ không thông qua cái luật đó. Thế còn cái luật mà report cash payment ở cái form 8300 này này thì nó khác cả nhà ơi cái cá nhân của mình mà cái tiền của mình nó có nguồn gốc rõ ràng thì mình không có lo nó không có quyền. Ví dụ như mình rút tiền ra giống như anh vừa rồi anh đi trả tiền xe bằng cái money order check đó hoặc là những cái người mà đi bán xe mà cho tiền vào đó, đó. Những cái người đó là họ cũng không có người ta AIS cũng không có quyền để mà bắt người ta làm form 8300 và kể cả nhà băng cũng không có tự động để cho AIS review những cái khoản tiền đó mà họ chỉ có quyền được review cái này là ra đời từ năm 1970 rồi này cái form này để tránh bị rửa tiền thì quý vị hiểu là những cái người mà có những cái giao dịch mà cho tiền ra cho tiền vào mà nguồn gốc không rõ ràng ví dụ như quý vị đi ăn cắp ăn trộm tiền hoặc là đi trúng mánh các loại mà quý vị không có chưa bao giờ có khai báo trong income của quý vị hết ví dụ như chúng casino quý vị có form của casino khi mà quý vị khai thuế quý vị chúng vượt qua cái ngưỡng mà họ cho phép quý vị được free có nghĩa là vượt qua cái ngưỡng phải bắt buộc phải đóng thuế chẳng hạn thì khi quý vị khai thuế quý vị có những cái form như vậy quý vị khai thuế rồi thì coi như cái tiền đó quý vị nhét vào trong nhà băng là hợp lệ thì không có lo là mình sẽ bị làm sao cả đó cho nên là Mặc dù đây nó là cái form 8300 nó ra đời từ năm 1970 là chỉ để mà cho những cái vấn đề là chay and business thôi quý vị ơi. Còn những cái cá nhân của quý vị mà nó cá nhân thì nó phải thuộc vào hai loại. Một là cá nhân mà tiền quá lớn trong vòng một năm vượt qua 10.000 đó nhưng mà nó phải là những cái vấn đề mờ ám thì quý vị mới lo sợ còn không phải mờ ám. Thì kệ sử nó cứ nhét vào bao nhiêu đi chăng nữa Thì kể cả cho băng nó tự động nó update lên trên IIS Thì IIS nó review thì nó cũng chả tìm ra được cái gì mà nó bắt đẻ mình hết Mình cũng không có phạm lỗi gì hết Tại vì sao? Tại vì tiền của mình là tiền trong sạch Tiền mình đã có báo cáo income Tiền mình đã 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 có nguồn gốc rồi Tiền mình được cho tặng quà vợ chồng, con cái, họ hàng tặng nhau các thứ Thì chả phải có vấn đề gì hết quý vị nha Trừ khi tặng quà nó lên tới 16 ngàn của năm nay Nó vượt quá con số đó À, nhận ở trong cho ở trong nước hoặc là cho ra nước ngoài thì quý vị có những cái form quý vị 709 để quý vị khai báo Thế còn từ nước ngoài mà gửi vào trong nước Mỹ thì được nhận tối đa lên tới 100.000 cơ thì mới phải khai báo mà chỉ là khai báo thôi chứ họ cũng không có đánh thuế quý vị đâu đó thì đấy là những cái thông tin và xã sẽ chia sẻ thêm một lần nữa về cái vấn đề mua xe bán xe cũ có phải khai báo form 8300 là không phải khai báo quý vị nha đó, thì bán sao cũng xin dừng cái view tại đây mua thì mình có trách check order của mình mình bán mình mua mình gửi cho người ta thì cái người bên mua họ có trách nhiệm họ làm còn cái mình là cái người mình bên nhận xe có nghĩa là cái người bên dealer họ có trách nhiệm họ làm còn mình là cái người bỏ tiền ra để mua mình không có trách nhiệm kể cả mình bán xe cũ mình cũng không có bị trách nhiệm luôn tại vì là nó đã nằm ở trong cái luật là mình chỉ là cái người uh, tài sản của mình mình chỉ là đi bán cái cũ để mua cái mới thôi Chứ mình không phải là kinh doanh xe Nếu như quý vị là kinh doanh xe thì quý vị sẽ phải file nha Nhưng không phải là kinh doanh cho nên mình quý vị cũng không phải file luôn Đó Thì đấy là những cái điều mà Rất nhiều người còn cần feel Thì bán sàn lên thì chia sẻ thêm cho quý vị Và hẹn gặp lại quý vị về cái tin tức Của tiền thất nghiệp và thuế trong cái link của cái video sau bán sàn chuẩn bị làm Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe, may mắn và bình an Bye bye